Rồi, hello, xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Tiếng Châu của mình ha. Mình chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thì video hôm nay mình chia sẻ về vấn đề là khi cây mai của bạn nở một số bông á, thì làm cách nào để mà nó không bị nở tiếp ha các bạn ha. Thì vấn đề này rất là quan trọng, các bạn nên xem ha. Thì chăm sóc mai á, thì cây mai của bạn á, nhiều cây á, nó không có giữ được cái nụ nó cái tình trạng là không nở đâu nha các bạn ha. Nó phải nở như cây này của mình nè. Bạn thấy nó nở, nó ra trái nè, nó vẫn nở 1% hoặc là dưới 1%, nhưng mà số nụ trên cây còn rất là nhiều. Thì để làm sao mà bạn làm đúng để cho nó không nở tiếp nha bạn ha. Chứ thôi nó nở được rồi nó nở dây luôn ha. Thì mình nói sơ về những cái nguyên nhân mà cây mai nó bị trổ bông từ ít đến nhiều như thế nào ha. Trong cái giai đoạn mà tháng 10 này đến tháng 11 này nó sẽ trổ nhiều đó các bạn ha. Bạn lưu ý tránh làm những cái hiện tượng này để mà cây mai của bạn nó không bị trổ bông lác đác lác và trổ bông sớm ha. Thì video này nó hữu ích cho các bạn ha. Đó, như cây này của mình nè, nó ra một số lá non. Cây này là do mà cái chậu nó quá thoát nước quá tốt, mình tưới thiếu nước nên nó bị xuống một số lá nên nó trổ, bạn thấy ha. Đây, giống mai Thủ Đức cho bạn thấy nè ha. Cái bông mai bông Thủ Đức nè, thì bạn thấy bông Thủ Đức là cái bông mà mình thấy là rất là ok ha bạn ha. Nụ rất là nhiều nè, bạn thấy nè, tuy nó trổ, nó xuống lá nó trổ nhưng mà nụ rất là nhiều. Cái cây của mình á, nó thẳng luôn, còn tới cây này nó nhỏ nha, điếm ra nó còn nó khoảng hơn 1.000 nụ các bạn ha. Nó trổ khoảng chừng cả trăm nụ đâu nhầm nhò đó các bạn ha. Đó, cây này cũng vậy, nụ rất là nhiều các bạn ha. À, thấy ha, nụ nhỏ nụ lớn rất là nhiều. Có một số nụ lớn thì nó hình thành lúc trước á, thì nó trổ trước không có sao các bạn ha. Đó, rồi thì mình nói một số nguyên nhân trước để cây mà cái hiện tượng mà trổ bông lác đác lác đác sớm như thế này nè. Là thứ nhất là bạn tưới nước thiếu đập chờn như mình không thấy nha. Tưới nước phải đủ, nói rồi á, đừng có y mà tưới. Thứ nhất là bạn thấy mưa mà tương đối là không có lớn mấy á, cho cả lớn á, mà mai của bạn tàn nó nhiều quá, nước mưa nó đâu có lọt vào chậu được nhiều đâu. Bạn y á, nhất là những cái mai mà tàn nhiều á, bạn y cái nước nó đủ cho các chồng của mình, thậm chí nó không đủ đâu. Với số lượng lá nhiều như vậy á, nước mưa nó vô không được rồi lại hút nước trong các chồng mình nhiều nữa, nên bạn y không tưới nước là nó sẽ thiếu nước, và thiếu nước thì nó sẽ xảy ra tình trạng là lá nó mau già và nó rụng một số lá, rụng một số lá già trước các bạn ha, thì nó sẽ trổ bông sớm đó. Bạn thấy nha, nó trổ bông lá đác như thế này à. Đó, đó là cái nguyên nhân thứ nhất ha. Cái nguyên nhân thứ hai là bạn bón những cái loại phân mà cái hàm lượng đạm hơi cao một chút, ví dụ như DAP. Mình không nói là 30-10-10 hoặc 20-10-10 ha, bón 20-10-10, 30-10 là nó nở sạch chứ không phải là nở một số bông đâu. Đó, chính vì thế là bạn bón những cái loại phân có hàm lượng đạm tương đối là nó khoảng rơi vào 15%, 17% rồi đó, khoảng 18% rồi đó. Ví dụ như là phân bạn bón cái phần mà DB nó cũng sẽ gây nở một số bông của bạn ha, hoặc là bạn bón phần 17, 17, 36, 17 á, nó cũng sẽ có tình trạng nè nở một số bông của các bạn ha, nếu mà bông nụ của bạn nó lớn quá. Rồi hoặc là bạn bón 15, 5, 20 cũng vậy ha, với hàm lượng mà cao. Đó, thứ nhất là bạn bón cái phân nó hơi đạm hơi cao và bạn bón cái liều hơi cao. Ví dụ như cái lúc này thì mình nói khuyên các bạn là bón liều là 1 gram hoặc là 1,5 gram cho một lít nước thôi. Nói chung là bón 1 gram bón cái nó có hơi được rồi, là có nghĩa là 1 ký bón tới 1.000 lít nước các bạn ha. Đó, 1 ký phân bón tới 1.000, pha cho pha với 1.000 lít nước á, mà nhiều bạn mà pha cho 500 lít nước hoặc là 600 lít nước thì bạn thấy cũng hơi cao ha. Thì tùy theo cây chứ không phải là cây nào bạn bón 500 lít nước liều 1 ký cho 500 lít nước thì nó cũng phải nở đâu. Nếu mà cây của bạn nụ nó nhỏ quá, lá nó xanh quá thì nó cũng khó nở, trừ khi cây nó chín mùi quá. Với lại thí dụ như lúc này thì bạn không nên áp dụng cái phương pháp mà để chất chồng nó khô rồi mới tưới phân, tai hại lắm nha bạn ha. Lúc này chất chồng nó hơi ráo rồi được rồi, chứ không cần phải khô các bạn ha. Chất chồng nó không khô mình tưới phân vô là nó dễ bị sốc xuống lá và nó nở bông nha bạn ha. Lưu ý rồi cho mình, và lúc này tốt nhất thì các bạn nên giải viên đi, giải viên trên mặt cầu đi ha, rồi tưới từ từ ngày này qua ngày nọ nó tan cho nó thấm từ từ là tốt nhất các bạn ha. Và mình nói lại cái vấn đề sốc phân nó cũng rất là quan trọng nha bạn ha. Đó, và cái nguyên nhân mà nhện đỏ nó ăn lá mau rụng sớm nữa đó. Rồi khi mà nó nở như thế này á thì các bạn cứ để cho nó nở, đừng có ngắt nha bạn ha. Ví dụ nó nở như vậy bạn thấy bạn sợ ta chê này kia, các bạn ngắt, bạn ngắt là nó sẽ nở dây, nở đi nó lây lan nở tiếp, tại vì nó đã dư cái năng lượng rồi. Thì bạn ngắt như vậy nó sẽ làm dư năng lượng, lấy năng lượng đó đó
nó truyền qua cho những cái nụ mà hơi lớn như thế này nè, nó nở tiếp các bạn ha. Nên mình nó nở dài cày đó các bạn ha, nè nó nở như là dài bông như dài cày nữa nè ha. Mình thấy trên cây này nở khoảng 5 bông 10 bông kể cả 20 bông không sao cháu á ha, 20-30 nụ không sao cháu á, tại nụ rất là nhiều trên cây, nụ còn rất là nhiều nè, bạn thấy nó nở nè, nó bung nè ha, đó không sao cháu á. Bạn thấy nó ra nó non nó bung không, nhưng mà cây này còn nụ rất là nhiều nha các bạn ha, đó yên tâm đi, nụ nó còn rất là nhiều ha. Thì nó nở như vậy á thì cứ cho nó nở đi ha, đừng có ngắt ha, đừng có ngắt bông, ngắt búp của nó nha bạn ha, để cho nó nở đi, nở cho nó nở ra trái gì luôn đi, không sao đâu các bạn ha. Nó nở một số bông thì nó cũng không si cây gì đâu, đừng yên tâm, đừng có sợ, cứ để cho đầu trái luôn đi. Còn ví dụ nó đang nở như thế này nè mà bạn cứ sợ bạn ngắt là nó nở dây, nó nở dây, nó dễ nở lan cho cái mấy cái nụ kia luôn, mấy nụ kia nó lan, nó bung luôn, nó nở luôn các bạn ha. Đó là cái phương pháp mà tránh cái hiện tượng mà chỗ lây á ha, chỗ bông mà lây lan á. Còn khi những cái nụ mà nó chỗ dồi, nó chỗ mồ côi nè, bạn ngắt ha, ngắt thì nó ra những cái búp phụ nè, búp con á, kêu búp con á, thấy nha, búp con này thì này nó cho bông nó nhỏ lắm các bạn ha, và nó có thể là nở bất kỳ lúc nào, khó giữ lắm. Đó, chính vì thế thì lúc này thì để hạn chế cái việc mà nở lan, nở thêm thì các bạn phải tưới nước đầy đủ cho cây ha, tưới nước đầy đủ cho cây của mình. Thà tưới dư chấp nhận nó bộ rễ nó hơi tổn thương một chút đó, nhưng mà nó cái nụ nó sẽ khó nở hơn. Chứ còn không thôi, nếu lúc này bạn biết thời tiết lạnh rồi nắng lên như thế này nè, cây mình nó dễ mất nước lắm. Đó, phải tưới nước đầy đủ cho mình ha. Thứ hai là bón phân thì nếu mà cây mai của bạn nụ vừa và nụ to giờ thì ngưng phân đi, đừng có bón các bạn ha, tốt nhất đừng có bón, mà bón bất cứ kỳ phân nào nó cũng sẽ chỗ các bạn ha. Còn nếu mà cái nụ mà còn xanh mà muốn lên mở gà này nè, từ từ bạn ngưng phân thì từ từ nó lên mở gà thôi các bạn ha. Tại vì khi mà ngưng phân thì cái lá mình bắt đầu nó sẽ già, tại nó không có dinh dưỡng, không có đạm để cung cấp cho lá nuôi lá, thì lá mình nó sẽ từ từ nó già như thế này và nó trả trái về, nó nuôi nụ vàng lên thôi ha, yên tâm đi về vấn đề đó. Còn bạn bón phân mà bạn không khéo á thì cái cây nó dễ nở lắm, nó nở mà nó te là le luôn á. Thường là cây bị nở sớm là do thứ nhất là bị phân, thứ hai là bị nước, bị sốc phân, bị sốc nước thôi các bạn ha, là nó nở nhiều nhất các bạn ha, nuôi nó nữa cho mình. Và cái tình trạng mà thay chậu cũng vậy nữa, nói luôn cái tình trạng thay chậu nè, cái cây của bạn mà bây giờ mình nói thẳng luôn, cây của bạn mà bây giờ mà nếu mà lá nó hơi ngà ngà mà cái nụ nó đã lớn rồi thì thay chậu rất là nguy hiểm nha các bạn ha. Thay chậu là nó bị xuống lá cây chứ không phải xuống xuống đâu, thay chậu nó bị xuống lá cây đó nên nó sẽ khó, cũng có thể là mình lúc mình thay chậu thì động rễ động rễ thì cái rễ nó không hấp thu được nước tốt để nuôi lá nên nó rụng lá. Rụng lá thì bạn biết rụng lá nhiều quá thì nó làm cho nụ mình lớn lên và nó nở. Nào cái cây này bạn thấy nè, cái nụ bây giờ nó tròn ẩm vàng khè ha, nào bạn thấy ha. Thì bây giờ tới cái mấy cây ở trong vườn mình là mình sẽ ngưng phân luôn các bạn, không có bón nữa, tại vì tương đối là nụ nó cũng đã đạt rồi. Bón không khéo nó sơ sẩy là tiêu luôn. Tại cả bạn bón kali hoặc là bạn bón 12 12 7 gì đó, nếu là nụ đã được rồi, đã đạt rồi, tương đối là to rồi, nó sẽ còn xanh kệ nữa, phải ngưng phân. Chứ nếu mà bạn cố tình bạn bón vô mà nó sẽ dễ sẽ sơ sẩy lắm các bạn ha. Đó, như cây này là do mình uống, mình để lâu quá, cái nhánh nó lớn quá, mình uống thì tương đương nó bị dập vỏ, bị nứt vỏ nhiều ha, nên nó sẽ thất thoát nhựa, nên nó xảy ra tình trạng là rụng lá ha, nên nó chỗ bông nè, bạn thấy ha. Cứ để như vậy luôn ha. Tương đối cây này nó cũng mới ghép mấy tháng thôi, mới ghép khoảng 6-7 tháng gì đó, thấy nụ cũng còn rất là nhiều ha, nè chỗ rồi nụ cũng còn rất là nhiều nha bạn ha. Đó, tại vì khi mình lặt lá trong Tết á, tại vì lúc này thường là nó chỗ bông thì nó thường chỗ bông thì khi mà còn lá đó thì nó sẽ ra bông mồ côi nhiều hơn, tại vì nó không có đủ chữ nhựa để mà nó ra bông chùm. Nên khi mà bạn đặt lá rồi một cái nụ như thế này nè, nó sẽ bung ra thành khoảng 5 đến 7 búp bông. Bạn thấy trên cây của bạn chừng một chục, bạn trên cây của bạn chừng 100 nụ như thế này thôi thì bạn thấy nó sẽ bung ra thành nở được khoảng 5 đến 6 7 đến 700 bông, thấy không? Một cây 5 đến 700 bông thì bạn biết là nó rực rỡ liền ha, thấy nè ha. Bạn thấy cho mình bạn xem cái này là giảo nhung nè ha, giáo nhung nó đẹp cực kỳ luôn ha, bạn thấy ha. Đó, giáo nhung cánh nó thẳng tròn ha, mà cái mình thấy cái giáo nhung này nó ok một chỗ à, nó chỉ có cái ưu điểm á,
nó ưu điểm ngon, thì còn nó có chỉ có nhược điểm như là cái cành nhánh của nó mau lớn quá các bạn ha. Mà ghép cho tới quý thì nó sẽ không cân đối. Thứ hai là thời tiết mà lạnh quá nó nở, nó bung cũng không bằng ha, nó bung cũng không bằng mấy thằng khác nữa. Còn ngược lại khi mà cái cây phô mai vàng mà yếu yếu và ghép cái thằng giảo nhung này vô nè thì nó sẽ khỏe mạnh lắm các bạn ha. Đó, bạn thấy nè, nó chỗ bông lác đác lác đác nè đó, mình không có giấu gì ha, nó bông lác đác lác đác quá trời luôn, da được non là chỗ bông lác đác ha. Nói chung không có sao các bạn ha, tại trên cây của mình nụ còn rất là nhiều các bạn ha. Nãy giờ mình chiếu các bạn xem á, dưới quay lên bạn thấy là nụ nhiều lắm đó. Thì nói chung là cây của mình ở trong vườn thuộc dạng là những cái cây mà đó mình tưới nước giếng nó yếu các bạn ha. Mình chăm chủ yếu là mình dưỡng cái cây nó lại thôi, chủ yếu là mình dưỡng cây nó lại ha. Đó, lưu ý như điều đó cho mình ha. Đừng có để cho nó chỗ trên khoảng 50%. Nếu mà nó chỗ trên 50% thì Tết cái cây của bạn nó sẽ ít nụ rồi các bạn ha. Lưu ý rồi cho mình, nó chỗ 1%, kể cả 2%, 5% không sao cháu á, cây mình còn nụ rất là nhiều các bạn ha. Đừng có để mà nó chỗ quá nhiều thì đó, đừng có để cho cây mình nó rụng lá quá nhiều. Rụng quá nó quá nhiều là thế nào cũng chỗ bông sớm, hoặc là ha, bạn bón những cái loại là phân có đạm cao đó, hoặc là bạn ngưng phân cho mình đi để có bón các bạn ha. Bón phân rô rất là tai hại trong những cái ngày tháng cuối năm này. Có nhiều bạn bây giờ hỏi có bón nên bón phân hữu cơ hay không rồi này kia ha. Mình khuyên các bạn là nếu cây mai của bạn đã nụ nó đã vừa thì ngưng phân cho mình đi, hay không cần bón gì nữa các bạn ha. Tại vì bạn biết, đừng có sợ cái cây mình nó thiếu dinh dưỡng. Tại chỗ bông nó không có lấy dinh dưỡng nó chỗ đâu, nó lấy chữ nhựa nó chỗ. Nên cây mình nếu mà bón vô á mà nó sung quá ha, nó dư năng lượng quá thì nó sẽ chỗ bông nha các bạn ha. Đó là quy tắc. Chính vì thế lúc này thì chỉ có những việc cần làm như cho cây là phải tưới nước đủ cho cây ha, tưới nước đủ là dư một chút cũng được nữa. Hai là ngưng phân luôn đi, đừng có bón phân bậy bạ. Ba là các bạn làm sao làm phải xịt được cái thuốc trừ sâu đen và bọ chỉ. Sâu đen bọ chỉ nó sẽ phá cái nụ của bạn rất là nhanh ha. Kể cả sau khi đặt lá cũng phải xịt nữa đó, thôi hả, nếu không xịt nó sẽ ăn những cái nụ, những cái búp bông của bạn hư hết. Bạn đừng có sợ ha, mình nhắc lại bạn đừng có sợ cây mình thiếu dinh dưỡng nha các bạn ha, không có thiếu đâu các bạn ha. Đừng có sợ mà bón vô cây mai nó nở là tiếc lắm, tại một năm mình chăm sóc cây mai nó bao nhiêu công sức đổ ra mà bây giờ để nó nở trên 50% á thì là coi như là công cốc ha, bao nhiêu công sức của mình đổ sông đổ biển rất là tiếc. Nên chính vì thế á, là các bạn làm sao làm phải bảo quản được cái nụ của nó bằng cách là mình nói lại ha, phải tưới nước đầy đủ cho cây. Đừng có bón phân, ngưng phân cho mình đi. Thời điểm này cây chỉ bón phân cho những cái cây mai còn nụ kim thôi, những cây mai nụ vừa và nụ lớn ngưng cho mình đi. Những cái mai nụ lớn thì ha, có thể đem cây vô mát chỗ nắng ít lại, chứ không đem vô mát các bạn ha, chỗ nắng ít lại một chút đó, và tưới nước đủ ha. Còn cái sâu đen và bọ chỉ phải xịt định kỳ. Nếu bạn nào làm biến quá thì cũng phải 15-20 ngày xịt lần các bạn ha. Còn là biến nữa thì phải 25 ngày tháng xịt lần các bạn ha, chứ đừng có không xịt thì nó ăn nụ hư hết. Quý rồi cho mình ha. Rồi thôi, video mình tới đây cũng xin tạm dừng các bạn ha. Các bạn thấy video mình hay hãy cho mình một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh hãy nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn chuông cho tất cả để theo dõi những video mới nhất của mình nha các bạn ha. Rồi hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.